cùng Mộc Daily khám phá hộp cam Na Veo Mộc Châu 12 quả nha. Cam Na Veo Mộc Châu là giống cam vàng Úc không hạt, được trồng tại Mộc Châu qua một cách vô cùng tình cờ. Cơ duyên đó như thế nào thì Mộc Daily sẽ tiết lộ trong video sau nha. Cam có vị ngọt thanh, không hạt, mùi thơm ngọt ngào. Mỗi quả cam nặng trung bình từ 250 đến 350 gram. Mùa cam Na Veo Mộc Châu bắt đầu từ tháng 11 dương lịch tới cuối tháng 12. Cam Na Veo có thể bảo quản ở nhiệt độ thường lên đến nửa tháng. Bỏ quả héo đi, khi đó thì càng mọng nước và ngọt nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau của Mộc Daily nha.